Chiều ngày 20 tháng 12, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã họp thẩm định xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu đã đạt được những kết quả tích cực. Cơ sở hạ tầng nông thôn mới được đầu tư xây dựng, 100% đường trục xã 80% đường bản liên bản được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện. 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động. Hệ thống trường lớp học được đầu tư xây dựng đạt chuẩn, 12 trên 12 bản có nhà văn hóa và nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao, phục vụ cộng đồng. Công tác phát triển kinh tế nông thôn được các ủy chính quyền xã quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện. Thu nhập của nhân dân trên địa bàn từng bước được nâng cao. Đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 39,2 triệu đồng một người một năm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 12,5%. Theo đánh giá thẩm định của 16 sở ngành, đến thời điểm thẩm định, xã Tông Cọ, huyện Tuận Châu có 15 trên 19 tiêu chí, 50 trên 56 chỉ tiêu được đánh giá đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Sau khi xem xét hồ sơ, các sở ngành của tỉnh đề nghị hội đồng xem xét đánh giá ở mức độ đạt với lý do các chỉ tiêu này đã có kế hoạch hoặc quyết định đầu tư hoặc đang hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đạt chuẩn. Hội đồng thẩm định thống nhất công nhận xã Tông Cọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tông Cọ tiếp thu các ý kiến hoàn thiện hồ sơ, tài liệu minh chứng trình Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu thẩm định gửi các thành viên hội đồng thẩm định tỉnh xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.